Xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nốt, chuyên về giảng dạy về thanh nhạc, hát hò. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật, cái phương pháp mà của mình nha, chứ không phải là giáo trình gì hết. Đấy là do sự đúc kết kinh nghiệm của mình do quá trình học tập và làm việc giảng dạy, thì mình ra được một cái kỹ thuật để giúp cho mọi người có thể dày giọng hơn, làm cho mình giọng đầy hơn. Đầy hơn là các tần số cao, thấp, trung bình thì nó sẽ nhiều hơn. Đó thì các khoảng vang nó sẽ làm việc tốt hơn để mình có thể hát được những cái nốt nhạc nó hay hơn. Đó, với một bài tập duy nhất. Ok, rồi bây giờ mình cùng nhau tập luyện nha. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta có một hơi thở thanh thoát. Đầu tiên, để hát được, để hát hay thì chúng ta cần có một hơi thở thanh thoát. Bước thứ hai đó là chúng ta có một cái khẩu hình luôn luôn tròn trịa đó, và làm việc rất là tích cực. Và thứ ba là chúng ta có một cái khoảng vang vừa đủ vừa đẹp để có thể hát được những cái nốt nhạc nó tốt hơn thôi nha. Chứ còn câu chuyện mà tốt nhất, câu chuyện mà gọi là hoàn hảo, câu điều đó tính sao, nó còn phải có những cái kỹ thuật khác nữa, đó là những cái bài khác. Còn bài này hướng dẫn cho chúng ta hát tròn trự, hát dày, hát vang hơn, hát thanh thoát hơn với kỹ thuật hơi thở, kỹ thuật tròn âm và kỹ thuật vang hơn. Rồi đó, thì 3 trong 1 ha, 3 trong 1, all in one. Ok, 3 in 1 chứ quên, 3 in 2, 3 in 1. Green one ha. Rồi, đầu tiên để có một hơi thở tốt, bạn tập với âm hờ giùm mình. Hờ, chữ hờ á, chữ h á, gọi là chữ x. Chữ hờ. Khi mà hát âm hờ đây thì hơi thở đó, một vô tình hay chúng ta sẽ làm cho chúng ta tập luyện được cái hơi thở nó rất là tốt. Cái khoảng nén hơi thở, khoảng lấy hơi và khoảng đưa hơi thở, tất cả nó sẽ vào trong một bài tập. Tập dần dần chúng ta sẽ có một thói quen tốt, thói quen đúng, và từ đó chúng ta sẽ hát tốt hơn. Đó, đầu tiên nó là âm hờ. Bước thứ hai là chúng ta đưa, để miệng chúng ta tròn hơn thì chúng ta đưa âm ơ vào. Âm ơ thì đó, khẩu hình miệng chúng ta sẽ tròn như chữ ơ. Ơ là sao? Chúng ta sẽ phát âm ơ tròn như chữ ơ. Viết chữ ơ làm sao thì miệng mới đưa chữ ơ vậy. Ờ, nó có một cái móc cầu thì nhớ có móc cầu chữ ơ nha. Rồi, nói như vậy thôi chứ miệng chỉ cần tròn như chữ ơ là được. Và tiếp theo là khoảng vang, thì chúng ta để ý khi mà càng hát nốt càng cao, cao dần lên thì khẩu hình chúng ta sẽ từ chữ ơ nhỏ chúng ta chuyển sang chữ ơ bự và chữ ơ thật là bự ha. Chữ ơ gồm có ở trên, phần dưới, phần trên, phần dưới, phần phía sau, phần phía trước ha. Phần phía trước, trước là trước cái miệng của chúng ta, phía sau là phía sau cái miệng chúng ta, là phần sau gáy đây nè. Đó, thì chúng ta mở thành một cái vòng tròn chữ ơ. Nó có điểm móc câu, cái điểm móc câu đó là điểm lạ lắm, cái điểm đó là cái điểm hết vôi đó. Hết vôi với mít vôi điểm nó tính sao ha. Mà chứ âm tròn đó đã. Ờ, và chúng ta hát âm ok nha mọi người. Và cùng bài tập rất là đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là hình thành được một cái thói quen sử dụng hơi thở, khẩu hình và khoảng vang đúng trong một bài tập duy nhất. Các bạn để ý, bắt đầu bạn âm hờ với nhẹ nhàng, đơn giản và những nốt thấp thôi, không có gì cả. Bây giờ Nam hát trước nha. Nam sẽ bắt đầu ở nốt đô, còn nữ sẽ bắt đầu ở nốt pha ha. Ok, bây giờ khi nào mình kêu nữ vô thì mình nữ vô, còn không nào bình thường thì để cho nam trước, tại vì nam sẽ thấp hơn nữ từ 4 tới 5 nốt. Ok, nên cứ bình tĩnh ha. Ok ha, ha. Cảm giác của chúng ta là gì? Là đưa được cái hơi thở của mình lên trên cái vòm miệng. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thôi, chúng ta cảm thấy hơi thở nó đang tác động lên trên cái vòm, tất cả cái vòm của mình ở phía dưới nè, phía trên, phía sau. Bình tĩnh, tự tin, vui vẻ, thoải mái.
ý điện tắt. Ok, bình tĩnh, tự tin, vui vẻ và thoải mái với âm hờ. Rồi ok nha, mọi người cùng nhau tập để có cảm giác quen hơi thở tác động lên cái vòng miệng tròn của mình. Hờ, thoải mái thôi nha. Chúng ta giống như là đang cảm giác chúng ta đang vui chơi, vui đùa với chữ hờ của mình thì thôi, không có gì cả, với hơi thở đấy. Chúng ta bắt đầu có cảm giác mở ra một chút nhẹ nhàng thôi, không có cần phải căng thẳng quá, cũng như đang vui đùa, nhưng mà chúng ta làm việc tạo thành một cái thói quen cho khẩu hình miệng của mình nó tốt hơn. Chúng ta có cảm giác là đang mở vô trong, mở lên phía trước, hơi nó đẩy vòng tròn á. Nữ chuẩn bị vô. Rồi nữ vào nè. Vui vẻ thôi. Đúng rồi, vui vẻ thôi. Đúng rồi, vui vẻ hở miệng. Giống như chúng ta đang vui đùa với hơi thở vậy thôi. Vô. Lúc này chúng ta có cảm giác âm hơi chúng ta đã được tác động lên trên vùng, có cảm giác tác động lên trên cái vùng xoang của mình rồi ha. Lên tới mi rồi nè, đối với nam á là nó đã tác động lên vùng xoang rồi đó. Nhớ nha, mở trước, mở sau, mở trên, mở dưới. Cứ cho hơi thở nó vui vẻ, chứ cho hơi thở nó tác động lên, đừng gồng, đừng hát gì hết. Chúng ta đang tập hơi nha, chúng ta đang tập hơi. Hai vô. Để ý khẩu hình miệng mình nha. Mở trước, mở sau, mở trên, mở dưới. Quen đi, không có gì cả, để nguyên nữa nè. Hơi đúng rồi, hơi mở sau mở trước. Mở sau mở trước. Này đây, chúng ta các bạn thấy mix voice của chúng ta đang làm việc rất rõ ràng, tự động hơi thở chúng ta nó sẽ tác động vào head voice và tác động vào mid voice, và nó làm việc nó là tự nhiên để cho cái âm thanh đó, để cho âm thanh đó nó được tạo ra theo cái mong muốn, theo cái nhu cầu, theo cái cảm nhận của mình, nó gọi là cảm âm đó, đó theo cái cảm nhận một cách tự nhiên nhất, một cách thoải mái nhất. Thoải mái thôi. Hơi thở đây rất là cao rồi nha. Rồi ok, nam ngừng đi, nếu mà nam muốn đu nữa thì cứ việc đu nha. Ok, rồi lên nữa ha. Lúc này hát vô chúng ta đang làm việc rất là rõ ràng. Đó là rất là cao, chúng ta đã lên tới rê năm. Rê năm thì thường là nữ ca, nữ trung bình sẽ có thể hát được, nó rất là dễ dàng ha, còn nam thì sẽ rất là khó khó dàng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về, rồi nữ đi cùng vô luôn nha. Nha. Yeah.
thở tác động vào khớp vang. Mở trên mở dưới hơi thở ra. Giờ nó xuống là nó sờn rồi đấy. Ok, thì cái đó nó là những cái kỹ thuật mà chúng ta các bạn quen rồi thì các bạn sẽ tập những cái lướt như thế này để quen dần khi bạn lướt lên. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu ha với cái bài mơ này thứ hai và vẫn là chữ hơ đó, mà mình tập lướt để cái khẩu hình của mình là các bạn để ý cái khẩu hình miệng của mình sẽ lướt. Âm ơ của mình mở tròn đó, từ lúc đầu từ âm mơ từ chỉ trong vòng miệng thôi. Phải thâu lại, nó rộng ra, nó cao lên và nó hạ xuống một cách smooth nhất, mượt mà nhất đó, thì để cho cái âm thanh của mình khi mình vào trong bài hát chúng ta có cái cảm giác mở đó. Tập là để chúng ta có một cái thói quen, một cái phản xạ khi gặp cái cao độ đó thì khẩu hình chúng ta phải mở như thế này, hơi thở và phản quan chúng ta phải như thế kia. Để tự nó không phải là mình suy nghĩ nữa, nó chỉ là một, nó sẽ là một cái phản xạ vô thức để chúng ta thành một cái thói quen thôi. Từ thấp nút thấp lên nút cao và hạ xuống. Bây giờ mình tập thử nha. Rồi mọi người cùng nhau tập thêm một lần nữa nè, 2, 3. Từ âm thấp trước nha. Rồi ok, bây
giờ mình tập lại cái hơi thở cho chắc nha. Thì hơi thở của mình nó sẽ thành một cái phản ứng, khi lên cao nó sẽ tự nó nén lại và nó thả ra, đúng không? 2, 3. Ok, tốt lắm, một lần nữa cho nó thôi quen. Thoải mái thôi, chứ giống như là chúng ta đang vui chơi với hơi thở. Hơi thở vang ra nào, thu lại nào, vang ra nào, thu lại nào. Ok, nốt cao thì mình cho nó vang rộng ra, rồi nốt thấp mình cho nó thu lại. Hai vô. Cùng một hơi, một lần nữa. Hai, ba. Từ từ chúng ta sẽ có một cái thói quen mở rộng ra, thu lại. Bây giờ mình mở rộng ra, mình sẽ giữ cái nốt cao thật là lâu, và chúng ta sẽ thu lại một cách thoải mái. Thu cái khoảng vang mình lại, thu hơi thở mình lại. Chuẩn bị nha. Giữ cái nốt cao thật lâu nha. Ok, 2, vô. Đó. Ok, 2, 3, mở. Có cảm giác giống như là chúng ta ngáp, nhưng mà cái ngáp này chúng ta không chỉ là ngáp một cách phản xạ bản năng, mà cái ngáp này là chúng ta kết hợp với hơi thở tác động vào trong các khoảng vang liền mạch với nhau. Thì chúng ta để khi chúng ta vào bài hát, lúc nào âm ơ nó cũng được hòa trộn vào trong đó. Để thứ nhất là hơi thở chúng ta luôn được mở và thanh thoát. Cái thứ hai là giọng của chúng ta luôn dày và tròn, tròn và đầy. Cái thứ ba là các khoảng vang sẽ được làm việc một cách hiệu quả và tích cực nhất trong vòng một bài tập duy nhất âm hơ. Rồi. Ok, vậy sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập luyện thử với một cái bài hát, để chúng ta có cái cảm giác là chúng ta đang sử dụng hơi thở để hát cái bài hát này với âm ơ. Mình sẽ lấy cái bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Mình sẽ hát cái tông này, nam và nữ thì cũng có thể rất là dễ hát. Nam thì hơi cao một chút xíu, nữ thì hơi thấp một chút xíu, nhưng mà cả nam và nữ thì đều vẫn có thể tập được với mình với bài hát này nha. Rồi, mình sẽ hơi nhẹ nè. Cái chữ hơi đắng á, là mình sẽ mở chữ âm vang á. Đó. Rồi mọi người tập lại con này. Hơ nè, 2, 3. Ok, tiếp theo luôn. Ok, con này sẽ khó hát, sử dụng nhiều hơi nha. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Một hơi nha, ok, thử sử dụng một hơi nha. Ok, cùng nhau tập luyện nào. Hai, vô. Mình lấy hơi chậm rồi, ok. Bao lâu rồi nghỉ hỡi đêm nha. Ok, thì nó sẽ dễ hơn mọi người. Ok, mọi người sẽ tập cái này cho quen đi. Ok nha, mình sẽ nghỉ hơi ở chỗ từ chữ rồi nha. Tóc quen nhau đã bao lâu rồi nghỉ hỡi đêm sao vẫn mãi. Ok, một lần nữa nha. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, từ đầu tới cuối. Hai, vô. Lại nha, hai, ba. Hơi nhẹ.
mỏ mỏ hoang vang rộng lớn. Tiếp tục. Đêm hôm qua. Bây giờ mình sẽ rap cái câu đó tắt quanh nhau vào trong bài hát nha. Tắt quanh nhau đã bao lâu rồi vô nè hai vô. Tắt quanh nhau thì là tắt quanh nhau đã bao lâu rồi. Hơi đêm đêm có hay. Thả lỏng cơ thể thôi và trong hơi hơi thở tác động nào. Hoa sốt buồn hoài vương trên môi mặn. Đau, đau. Tắt quanh nhau đã bao lâu rồi. Hơi đêm sao vẫn mãi. Sử dụng hơi nha các bạn. Vẫn mãi đêm dài. Để mình ta với con tim khô cằn ra. Và câu tiếp theo sử dụng âm hơ nha. Nhẹ nè. Phản vang chữ gió thì mình sẽ ok. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn hài hơ. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Thấy mở mờ nó có lợi không các bạn? Tự động nó thành cái phản xạ là mình sẽ hát sâu lắm, hát sâu vào bên trong nữa. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Vang lên. Cẩn thận nha, chữ lẽ cao đấy. Lên tới mi đấy, mi 4 đấy. Nên mắt nó không giống như chứ. Bắt đầu mình sẽ mở ra. Xin hãy làm biết sai để chẳng lối em anh về. Này mùa đông mới xin hãy làm biết sai để em đã không làm mình chuyển từ đêm nó là nhảy quãng đó. Để em biết anh cần em và thời gian ơi xin hãy ngừng cho đời để những dấu một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Ok các bạn thấy thế nào? Rất đơn giản, hãy tập thói quen tập luyện mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày để khi chúng ta hát chúng ta một có khi chúng ta hát và kể chúng ta nói chúng ta có một cái thói quen sử dụng hơi, mở rộng khẩu hình và mở rộng khoảng vang, làm tròn cái khẩu hình đấy và mở rộng khoảng vang. Rồi từ từ khi mà một ngày, một tuần, một tháng các bạn tập luyện thường xuyên với video này, với các mẫu luyện thanh này, với một mẫu luyện thanh duy nhất chứ không phải là với các mẫu, thì các bạn sẽ hình thành một thói quen. Và từ đó là các bạn vào trong bài hát, các bạn sẽ có một hơi thở rất là tốt nè, một khẩu hình, một âm thanh rất là tròn đầy nè, và một khoảng vang cực kỳ tốt để có thể hát được những nốt cao. Hai, và tặng cho các bạn bài khúc này khi lên tông. Tan 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 tan. Nếu áp dụng được thì các bạn sẽ lên tông như thế này. Đúng tông bình tấn khúc lên, lúc lên tông. Lên rê nè. Này mùa đông ơi xin hãy lòng biết sai để chẳng lỡ.
vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn sẽ thành công và hát hay hơn, hát tròn đầy hơn, hát hơi thở tốt hơn với kỹ thuật hát âm hờ 301 của mình. Ok, bye bye, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Và mình sẽ cho ra các video mới hấp dẫn hơn để các bạn có thể hát hay hơn nữa. Đây chỉ là một phần thôi. Nếu các bạn tập được kỹ thuật này, các bạn đã tiến bộ một phần rồi đó. Và sau đây sẽ và sau đó sẽ đón xem các video tiếp theo với mình nha. Và hãy nhớ, thấy hay thì hãy đăng ký kênh, subscribe và ủng hộ mình. Chia sẻ video này đến cho nhiều người hát, nhiều người khác đam mê và muốn học hát đơn giản nhưng lại hiệu quả cùng thầy Phong High Note. Bye bye, cảm ơn rất nhiều.